đời công nhân bất công đến đêm con toàn khóc trong lòng. Vì làm xiên không xiên họ cũng vẫn chửi con trên miền. Tiền mồ hôi kiếm ra ôi sao nghiệt ngã qua mẹ à. Chẳng hề đơn giản như đưa tay xin. Mới xuất mà. Kệ khá đẹp chắc chắn nha. Mình sang sale có 84 thôi. Tưởng nó là không im nhưng mà im không tưởng. Bánh xe để ok. Vẫn đang bị nước ở đó. Chỉ nhìn manh manh được ra ngoài thôi.
điểm thi đó. Ooh.